không có ứng viên, chất lượng CV nó thấp. Ồ, thế là mày đau. Trường hợp thứ hai, sau khi phỏng vấn xong là người ta không có nhận việc. Thứ ba mà chúng ta gặp phải đó là làm được đúng tuần báo cáo anh là cho em nghỉ việc. Đây là ba vấn đề mà chúng ta bị vướng mắc trong cái quá trình mà chúng ta tuyển dụng. Những cái vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai và vấn đề thứ ba nó đến vào đâu? Một cái văn bản vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Và Tuấn khẳng định luôn, nếu như bạn không có bản mô tả công việc, bạn sẽ không thể nào làm được thông báo tuyển dụng chính xác. Bộ câu hỏi phỏng vấn của doanh nghiệp chán quá, bao nhiêu lương, cái chữ L này nó quan trọng lắm. Chữ L này nó càng thua thì những cái này bỏ qua, chữ L này nó càng thấp thì những cái này người ta bắt buộc người ta phải quan tâm. Thế thì cái bài toán liên quan đến công thức tính lương, phương thức tính lương, KPI, cách setup là như thế nào thì nói đến đây rồi. Tôi sẽ chia sẻ với cả nhà trong những video clip tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn sắp tới ngày 10-11 tháng 2, là đâu đấy là tối thứ 6, tối thứ 7. Tôi sẽ có hai cái buổi chia sẻ sâu về hoạt động quản trị nhân sự trong doanh nghiệp SAP.